Hello, little friends. Today, I have a quiz for all my little friends. Four pairs of legs with two big claws hate going forward but love to walk sideways. Do you know what they are? Let's read this following poem with Susu to find out the answer. The crab. With eight legs, two big claws, crab's feeling is so great to wander round village with its shell. Have you got the answer? Yes, they are crabs. Then let's answer how many legs and pincers do the crabs have? See you in the next time. Best wishes for you all. Hôm nay, chị có một câu hỏi muốn hỏi các bạn nhỏ. Con gì tám cẳng hai càng, chẳng đi mà lại bò ngang cả ngày? Các em có biết đó là con gì không? Hãy cùng bạn Su Su đọc bài thơ sau đây để tìm ra câu trả lời nhé! Con cua. Con cua tám cẳng, nghênh ngang hai càng, đeo chiếc yếm trắng, dạo chơi đồng làng. Bây giờ các em đã có câu trả lời chưa nào? Đúng rồi, đó là con cua các em ạ. Các em hãy cùng suy nghĩ và trả lời giúp chị câu hỏi. Con cua có mấy cẳng và mấy càng? Chúc các em luôn chăm ngoan và học giỏi. Hẹn gặp lại các em! Nhấn nút subscribe để cập nhật các video mới nhất từ Bookit bạn nhé!